Cái này thì riêng em thì em sẽ không có comment, em sẽ không có ý kiến gì hết, là tại vì cái này là chuyện của các nhà chuyên môn rồi. Giống như lúc đầu em nói một bộ phim hay hay là một bộ phim như thế nào được nhận giải hay là một bộ phim nào đó, nó cũng sẽ có những cái chuẩn mực riêng, và em lại không nằm trong cái dàn đó để mà có thể chấm, để mà có thể coi, biết được cái thước đo nó như thế nào. Tuy nhiên em vẫn mong là một lúc nào đó sẽ có những cái bộ phim mà vừa được khán giả yêu thương mà được hội đồng công nhận nữa. Đó là một cái điều mà đích đến của các nhà làm phim luôn nữa, chứ không phải là chỉ riêng một bộ phim nào đó. Tại vì giải thưởng á, nó đôi khi á, đó là một cái sự vinh danh, nhưng mà cái giải thưởng cao nhất vẫn là cái sự yêu thương của khán giả. Làm một cái điều gì đó mà khán giả thương á, cái đó mới là một cái động lực cho, giống như cho riêng em, để mà em có thể cố gắng hơn, nhiều hơn nữa. Ví dụ như mình thi cuối cấp đi, mình thi cuối cấp mà trong lớp mình có những cái bạn giỏi hơn, mấy bạn đó có thành tích cao hơn, thì mình được giải, mình được hạng 5, hạng 6 cũng được, miễn sao mình vẫn là nằm trong top được mà cô giáo cũng để ý mình, như vậy là được rồi. Cái quan trọng đó là em đang hóa thân với nhân vật gì. Cái nhân vật đó giống như bây giờ một cái tên ăn cướp đi, một người ăn cướp đóng vai một tên ăn cướp mà lại nói bạn ơi hãy đưa cho tôi cái bóp, cái thoại đó làm sao mà có được một từ một tên ăn cướp. Nên tất cả mọi thứ nó là sự phù hợp của nhân vật. Và để mà có thể hóa thân thì một nhân vật mà có thể hóa thân thành công, nó là về tạo hình, thứ nhất là về ngôn ngữ và hình ảnh, cả ba yếu tố đó để tạo nên một cái nhân vật mà nó sống được hay không trên màn ảnh, nó phải được cấu thành từ ba cái yếu tố đó. Nên thành ra em thấy cái chuyện mà một cái nhân vật mà thoại đời, tại vì em coi phim nước ngoài hay là rất là nhiều bộ phim Việt Nam luôn, hay là cả những cái bộ phim mà truyền hình hay gì đó, thì mình coi phim mà thoại càng đời người ta sẽ càng thấy thích. Thì em đã cố gắng để mà tập chửi cho nó quen miệng, cho nó trôi chảy. phải tập luyện rất là nhiều, tại vì em nghĩ là làm một cái gì đó phải cho người ta thấy được là mình cái sự quen thuộc, chứ không phải là mình đang đóng vai, mình đóng phim đó nhưng mà mình phải cho người ta thấy là nhân vật đó nó thiệt. Chứ không thôi là người ta coi, người ta có cảm giác mình gượng gạo thì lúc đó là mình không thành công rồi. Riêng cái vai diễn đó là Như phải cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều, bởi vì anh đã có một cái sự chỉnh chu với tất cả mọi người và cả vai diễn của Như nữa. Cái sự kỹ của anh đó, anh là một người rất là tinh tế, nên thành ra anh có những cái yêu cầu buộc mình phải cố gắng thiệt là nhiều để có một cái vai diễn hay. Và Như nghĩ là vai diễn đó trong bộ phim Nhà Bà Nữ mà được cái sự thành công đó cũng là một nhờ sự cố gắng và cái sự hỗ trợ của anh Thành ạ.